Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio xuất cho tất cả các bác khách trên mọi miền Tổ quốc 1, 2, 3, 4 cặp bát neo, 40 neo từ trắng liền khối. Mẫu này thì có quá là nhiều anh em sự kiện chơi, và trong đó có rất là nhiều các bác khách quen đặt những cái mẫu bát 40 neo từ trắng liền khối này vì oánh sự kiện. Đây là một mẫu neo cao cấp, nó có thể là hơn hẳn so với các neo 076 khác vì cái công suất và độ sáng tiếng của nó sẽ hơn hoàn toàn luôn. Thì đây là một mẫu neo dùng bền, tiếng hay. Đấy, thì sau đây em Tùng Nguyễn Audio sẽ giới thiệu cho tất cả các bác chi tiết về cái củ neo và cái combo neo này để cho tất cả các bác dựng loa array, rồi là dựng loa full 40, full đơn, full đôi. Nhà em có rất là nhiều dòng neo full 76, nhưng dòng neo từ trắng liền khối này là một loại neo cao cấp nhất ở bên em. Và sau đây Tùng Nguyễn Audio xin giới thiệu cho tất cả các bác. Các bác đang được nhìn đây là một cái loại củ neo mà loại từ trơn ở bên ngoài. Bình thường các mẫu khác chỉ chụp cái u sắt ở bên ngoài thôi, nhưng con này là làm từ trơn ở bên ngoài luôn. Và loại này là neo cực kỳ khủng, từ của nó lên 131. Còn bình thường các cái loại neo mà từ mà có cái u sắt chụp bên ngoài ấy, thì là từ của nó có 74,5 thôi. Con này từ của nó 131. Và củ neo này là một loại rất là khỏe. Để các bác biết rồi đấy, loa neo hoặc là loa từ thường thì càng củ to thì công suất càng lớn và càng khỏe, và nó chịu đòn tốt. Đít của nó có đôi 4-6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt, và đít của nó là bích thép 7 màu đấy. Xương nhôm đúc trẻ đôi và màng đằng sau sần, màng đằng sau sần rất nhiều, giúp cho cái màng cứng cáp và xịn sò hơn. Côn 76 từ neo lên khối. Các bác đang được nhìn ở đây là kẹp tê và kẹp lỗ là hai miếng thép 7 màu, và cái miếng từ leo ở giữa đây là từ leo liền khối. Các bác lưu ý cho em, các cái loại u chụp sắt ở bên ngoài nó chỉ là một cái u chụp thôi, còn từ nó ở bên trong của cái u chụp đó thì nó sẽ nhỏ. Còn nguyên cái củ của em không thì các bác nhìn này, cái củ nó rất là chất. Và mẫu này thì em làm cho đến 4 năm nay rồi, và khách hàng rất là tin yêu, kể cả các bác lấy hàng ngày xưa giá nó mềm hơn nhưng bây giờ giá nó đắt hơn, nhưng các bác vẫn lấy vì cái mẫu này của nó cực kỳ chất lượng. Đấy, bát 40 neo từ trắng liền khối. Con này thì màng của nó thì xịn lắm các bác nhé. Màng của nó sau sần và màng của nó là sơn bóng dầu. Đấy, gân vải tẩm dầu hai gân. Bình thường các loại màng sơn dầu khác có thể nó chỉ là mờ mờ thôi, bóng có thể là chỉ là quét lớp sơn dầu lên để phủ thôi. Nhưng các bác nhìn con này nó bóng lộn luôn, và bóng cực kỳ đều, màng của nó mang nhập. Bát này là bát cao cấp, và cái cặp bát 40 neo từ trắng, củ trắng từ trắng liền khối xịn như này, củ to như này, với giá 4,8 triệu đôi này, được Tùng Nguyễn bao ship toàn quốc, nhận hàng được kiểm tra thanh toán, hàng bao zin, bao đẹp, bao chất lượng cho tất cả các bác khách hàng. Đấy, mẫu cao cấp của Tùng Nguyễn Audio. Và tiếp tục em sẽ review đến cái mẫu tép neo. Khi các bác dựng loa full thì các bác không thể quên được tép và phân tần. Đấy, cái mẫu này thì sẽ dựng vào array là một hoặc là full đơn, đường bát và đường chét, đường in là đường vào. Các bác dựng vào thùng 715 thì nó là full đơn 40, các bác dựng vào array đơn 40 thì nó là array đơn 40. Đấy, tùy theo loại thùng các bác nhé. Và con này thì sử dụng hai chở nhôm màu tím, phân tần của BL và có mã là BL3. Con tụ vàng này con tụ chống cháy, và phân tần này rất là nhiều tụ lọc. Đấy, đồng ba cuộn cả. Phân tần BL3 và tép neo thì là tép neo bi 750 BNC. Con này là côn 75 dây dẹt từ bi. Các bác nhìn từ bi này, bích của nó dày, bi của nó được đan rất khít, và keo của nó keo hồng, bi sáng đẹp. Mẫu này tiếng rất hay. Và cái sản phẩm của em vì phân tần của nó có giá là 800.000 một đôi. Còn tép neo của nó thì có giá là bao ship rồi, nếu mà con tép neo này của nó có giá 2,2 triệu một đôi. Các bác có nhu cầu đến sản phẩm của bên em, bát, tép, phân tần, hãy nhấc máy lên và gọi điện cho Tùng Nguyễn Audio. Sản phẩm của Tùng Nguyễn Audio cung cấp cho tất cả các bác khách thợ lắp array, rồi các bác bán lẻ, các bác yêu số lượng, anh em thợ đại lý hãy liên hệ trực tiếp với Tùng Nguyễn Audio để một cái giá yêu thương nhất. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào, hẹn các bác trong clip mà các bác sĩ leo và bác rời của Tùng Nguyễn đẹp. Hãy xem, hãy like và chia sẻ kênh của Tùng Nguyễn Audio nha.